Mời quý độc giả của báo Đồng Nai điểm lại các tin tức đáng chú ý với tin nhanh audio hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 6 năm 2023. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định không liên quan đường dây giả giấy tờ để trục lợi bảo hiểm tại Đồng Nai. Ngày 31 tháng 5, thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định cán bộ ngành hoàn toàn không liên quan đến đường dây mua cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội. Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam ủng hộ cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh theo quy định đối với những trường hợp trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sự việc một số cơ sở khám chữa bệnh tại Biên Hòa bán giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội đã được Bảo hiểm xã hội Đồng Nai phát hiện từ tháng 3 năm 2022. Thời điểm này, Bảo hiểm xã hội Đồng Nai đã tổ chức thanh kiểm tra tại phòng khám đa khoa Tân Long, phường Long Bình Tân và một số doanh nghiệp khác đã phát hiện nhiều sai phạm. Ngày 14 tháng 5 năm 2022, Bảo hiểm xã hội Đồng Nai đã chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh để điều tra theo quy định. Bắt hai đối tượng liên quan đến vụ làm giả giấy tờ tại các phòng khám. Cũng liên quan đến vụ việc làm giả giấy tờ trục lợi bảo hiểm y tế, Công an thành phố Biên Hòa cho biết đã bắt giữ hai người là LTH 43 tuổi và HTD 36 tuổi cùng ngụ phường Trảng Giài thành phố Biên Hòa khi đang tàng trữ 233 giấy tờ chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, giấy khám sức khỏe đã được làm khống nội dung. Ngoài ra, công an đã triệu tập 40 người liên quan để lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm việc trực tiếp với chủ đầu tư dự án Aqua City. Thưa quý vị, liên quan đến dự án Aqua City của tập đoàn Novaland tại Đồng Nai, trong văn bản văn phòng chính phủ ban hành, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị làm việc trực tiếp với ông Bùi Thành Nhơn, chủ tịch tập đoàn Novaland là chủ đầu tư dự án Aqua City. Trước đó, Thủ tướng nhận được công văn của Ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chuyển đơn của tập đoàn Novaland đề nghị khẩn cấp tháo gỡ vướng mắc tại dự án ở Đồng Nai. Trước đó, vào tháng 2 năm 2023, tại hội nghị tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững do Thủ tướng chủ trì, ông Bùi Thành Nhơn đã kiến nghị chọn dự án Aqua City làm thí điểm để tổ công tác của Thủ tướng cùng địa phương tháo gỡ các vướng mắc pháp lý. Tháng 4 năm 2023, tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã làm việc với chủ đầu tư về dự án này. Vùng nuôi cá Hiệp Hòa chưa xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt. Đây là khẳng định của đoàn công tác của Chi cục Thủy sản tỉnh và Phòng Kinh tế thành phố Biên Hòa sau khi khảo sát vùng nuôi cá bè tại phường Hiệp Hòa. Qua khảo sát, cơ quan chức năng xác định có hiện tượng cá chết xảy ra, một số bè nuôi có tỷ lệ cá chết nhiều, khoảng vài tạ một ngày. Tuy nhiên, cá chết chủ yếu xảy ra tại bè nuôi ở khu vực gần bờ, nước cạn. Cá chết rải rác chứ chưa có bè nào xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt. Kiểm tra nhanh mẫu nước cho thấy, hàm lượng oxy hòa tan của nước mặt trong và ngoài bè nuôi ở mức từ 1,75mg trên lít đến 2,1mg trên lít, thấp hơn mức quy chuẩn cho phép. Ngoài ra, mật độ cá nuôi trong bè khá dày cũng tăng nguy cơ cá chết. Chi cục Thủy sản khuyến cáo người dân cần tăng cường sục oxy để tăng hàm lượng oxy trong nước ở khu vực bè nuôi, nhất là vào ban đêm, giảm mật độ nuôi cá trong bè. Hiện khu vực nuôi cá bè trên sông thuộc phường Hiệp Hòa có 189 hộ nuôi với gần 1.000 lồng bè. Ngưng hoạt động 4 bến đò ở Biên Hòa. Thưa quý vị, từ hôm qua 31 tháng 5, hai bến đò là bến đò Xóm Lá và bến đò Tân Hạnh nối phường Bửu Long sang phường Tân Hạnh, Biên Hòa đã chính thức ngừng hoạt động để bàn giao mặt bằng thi công cho dự án đường ven sông Đồng Nai. Trước đó, từ tháng 3 năm 2023 đến nay, để đáp ứng mặt bằng thi công cho dự án đường ven sông Đồng Nai, đã có 4 bến đò ngừng hoạt động là bến đò Trạm, bến đò Bửu Long, bến đò Xóm Lá và bến đò Tân Hạnh. Đây là những bến đò hàng chục năm qua là phương tiện đường thủy quen thuộc để người dân Biên Hòa đi sang Bình Dương và ngược lại. Thành phố Biên Hòa, nhiều lao động đã có việc làm trở lại. Liên đoàn Lao động thành phố Biên Hòa cho biết trong tháng 5 năm 2023, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã có đơn hàng trở lại. Nhờ đó giảm số người lao động bị cắt giảm giờ làm, chủ yếu là các ngành gỗ, da giày, may mặc. Thống kê đến ngày 28 tháng 5, còn hơn 1,5 ngàn lao động thuộc các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Biên Hòa bị giảm giờ làm. Số người bị ảnh hưởng đã giảm sâu so với tháng 4, hơn 3,7 ngàn người và giữa tháng 3 là hơn 18 ngàn người. Riêng công ty trách nhiệm hữu hạn Pochen Việt Nam ở phường Hóa An, từ giữa tháng 3, hơn 15.000 công nhân đã làm việc bình thường, một số bộ phận được tăng ca. Tín hiệu tích cực khác là nhiều doanh nghiệp ngành gỗ cũng đã tìm được đơn hàng và tái hoạt động, nhờ đó hàng ngàn lao động ngành gỗ thoát được cảnh thất nghiệp. Sầu riêng Xuân Định trúng mùa được giá. Bà con nông dân trồng sầu riêng tại xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc phấn khởi cho biết, năm nay nhờ thời tiết thuận lợi, lượng mưa đều nên cây sầu riêng sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ đậu quả cao, năng suất ước đạt trên 25 tấn một hecta, tương đương năng suất của năm 2022.
không chỉ đạt năng suất cao, đầu ra sầu riêng năm nay cũng khá tốt. Giá sầu riêng bán tại vườn từ 62 đến 65 ngàn đồng một kg, cao hơn gấp đôi so với năm trước. Bà Đặng Thị Thúy Nga, giám đốc hợp tác xã sầu riêng xã Xuân Định cho biết, với năng suất và giá bán hiện tại, mỗi hecta sầu riêng bà con nông dân có lãi từ 700 triệu đến 1 tỷ đồng. Xã Xuân Định hiện có khoảng 500 hecta sầu riêng đang cho thu hoạch. Đây là nơi có diện tích sầu riêng tập trung lớn nhất của huyện Xuân Lộc, trong đó diện tích tham gia hợp tác xã là khoảng 300 hecta. Bé trai bị cây đinh dài khoảng 3 cm đâm qua xương sọ. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật cho bé PDK, 2 tuổi, ngụ phường Trảng Giài, thành phố Biên Hòa, bị đinh đâm vào đầu. Trước đó, trong lúc chơi, bé K ngã vào một cây đinh đóng ở cạnh giường. Sau khi sơ cứu, gia đình chuyển bé tới bệnh viện. Qua chụp phim CT và làm xét nghiệm tiền phẫu, bác sĩ nhận thấy cây đinh dài khoảng 3 cm đã đâm qua xương sọ của bé, có nguy cơ gây rách màng cứng và gây tổn thương não. Trong 45 phút đồng hồ, các bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật để rút cây đinh ra khỏi đầu bé, tiến hành rửa vết thương, thám sát vết thương, cầm máu và đóng vết mổ. Sau 3 ngày được phẫu thuật, sức khỏe của bé K đã ổn định, có thể đi lại vui chơi. Dự kiến khoảng 1 tuần nữa, bé sẽ được xuất viện. Trên đây là tin nhanh audio, chương trình có trên các nền tảng của Báo Đồng Nai.